Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh Mua Bán Ô Tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá vừa rẻ vừa ngon vừa bổ vừa thơm cho mọi nhà. Hôm nay thì em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ dành cho các bác một chiếc xe mà giá cũng rất là yêu luôn, chỉ hơn 100 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe như thế này. Một chiếc xe Hyundai i10 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc, và đây là một chiếc xe vẫn còn rất là nét luôn. Nội thất còn tươi, đấy, vô lăng củ số sạch sẽ, có màn hình OLED Pro, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Và xe thì nói chung là về là các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm một cái gì nhá. Đồng sơn xe là sạch sẽ hết rồi, dàn lốp mới rồi, máy ngon rồi, êm rồi. Về các bác pháp lý, giấy tờ hồ sơ cũng đầy đủ, nên là các bác về là chỉ có việc là sang tên rút hồ sơ thôi, rất là đơn giản. Một chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A13330. Em này thì bên nhà em đang bán cái mức giá rất là hời rồi. Vâng, nên là bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua trực tiếp xem xe, lái thử và trải nghiệm. Và đặc biệt là em này mua về tặng vợ, tặng người yêu thì nói là các bác chỉ có điểm 10 thôi. Một chiếc xe máy nổ êm thì thầm, động cơ máy là 1.2, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây. Và xe thì chạy rất là êm, cách âm chống ồn tốt, phanh đĩa hai bánh trước, đằng sau phanh tang chống. Đấy, còn ngon nguyên, sạch sẽ như thế này, đẹp như thế này. Và cái dòng này thì trần nó cao, trần cao hơn những cái đời i10 bây giờ. Đây các bác nghe, cao hơn những cái đời này. Thế nên là ngồi rất là thoáng nhá, và có cửa sổ trời, thoải mái, rộng rãi luôn. Em này thì đã được độ lên đèn bi projector LED. Đấy, khả năng chiếu sáng đi đêm rất là ok. Và ánh sáng thì thoải mái và không gây chói mắt người đằng trước nhá. Máy nổ êm thì thầm, động cơ máy 1.2, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng con này là 5 lít trên 100 cây. Và động cơ máy của xe thì êm mượt rồi. Máy số ngon, được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, nên là về chất thì các bác cứ yên tâm là không phải nghĩ ngợi nhá. Đồng sơn xe sạch sẽ luôn. Và em này là mang màu bạc nguyên bản. Đấy, màu bạc nguyên bản luôn. Với la răng đúc, 4 chấu kép. Đấy, nội thất xe là ghế da vẫn còn nguyên. Và trần bọc 3D. Nói chung là các cái option thì đây là một chiếc xe option khá là ok về độ chất rồi. Còn các bác mà quan tâm đến em Vũ Duy Ô Tô với siêu thị ô tô lớn nhất cả nước, đây bên nhà em thì có rất là nhiều, thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp, và các bác có thể là tiến hành mua những cái mẫu xe mà đang có mặt tại bên em Vũ Duy Ô Tô với cái giá rất là hợp lý nha các bác nhá. Vâng, hợp lý vô cùng luôn. Với như chiếc xe này các bác chỉ cần trả giá chưa đến 200 triệu, chưa đến 200, chỉ hơn 100 thôi, là các bác đã có ngay được chiếc xe Hyundai i10 máy 1.2. Dòng xe rất là lành bền, nồi đồng cối đá, và xe thì đấy vừa mới về em xong. Một chiếc xe mang biển Quảng Ninh, giấy tờ hồ sơ pháp lý đầy đủ nhá, sang tên là bình thường. Mặt ca lăng của xe thì toàn bộ các cái nan nhựa các thứ của xe là còn nguyên và không có gãy vỡ. Em này thì biển số đấy em để nguyên đấy, thì các bác có thể là check tra xem là xe có đâm va tai nạn ngập nước hay không nhá. Còn về phần đèn thì đèn xe là chạy đi đêm ít nên là đèn rất là trong. Có đèn bi LED, đấy, ánh sáng mạnh. Và cái riêng bộ bi này thì bác chủ bác cái độ đã hơn 5 triệu rồi. Đây các bác đã lời được rất nhiều nhá. Và đèn gầm phía dưới là đèn halogen zin của xe, thì nó cũng chỉ hơi dạn dạn này thôi. Chứ còn về tổng thể là ok, không hề lỗi lầm. Nói chung là về chất xe thì cứng cáp rồi. Đấy các bác yên tâm nhá, và không phải nghĩ ngợi luôn. Một chiếc xe sạch sẽ, đấy, form dáng cứng cáp và giá thì vô cùng hợp lý. Con này mua về tặng vợ, tặng người yêu, hoặc là gia đình nào mà có điều kiện kinh tế vừa phải, chưa có đủ điều kiện, chỉ khoảng loanh quanh hơn 100 triệu, đấy, đến 200. Thì các bác lên mua những chiếc xe như thế này, vừa rộng này, vừa bền. i10 thì các bác biết độ bền nó rồi, quá bền luôn, và vừa tiện luôn. Là lốp Grimac HP 10, lốp 165-60, la răng 14 với la răng đúc 4 chấu, phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tang chống nhá. Cua lốp phía trước của xe là không có mục quạt tí nào. Em này thì thưa các bác là toàn bộ dàn lốp này là dàn lốp mới luôn đấy ạ. Bác chủ có cái thay phát dàn lốp mới đi được có mấy gọi là 1-2 tháng thì bác cái bán thôi. Thế là đâm ra là các bác đã lời được nguyên bộ dàn lốp rồi nhá. Đấy, một bộ dàn lốp còn như mới luôn này. Đấy, bác cái thay phát cái nào bác cái để lại luôn. Và em này thì thiếu điểm trừ đó là xi nhan thì là nằm ở bên sườn, còn gương chiếu hậu thì không có xi nhan nhá, cái bản này nó vậy ạ. Vâng, bên gương chiếu hậu thì khá là to, có điều chỉnh điện đầy đủ nhá. Và đây em mở này, nhẹ nhàng này,
cửa đóng mở rất nhẹ nhàng luôn. Và tôn sơn zin, đây các bác nhìn này, tôn này, đấy, tôn sơn zin nhìn này, đấy, màu sơn bạc nhá, xe màu sơn bạc, toàn bộ cột kèo thì cái này em đảm bảo hết, à, toàn bộ cột đây này, bên em sẽ đảm bảo hết cho các bác, đấy, các bác nào mà yêu thì các bác cứ qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Và bản lề phía dưới đây, đấy, bản lề phía dưới này, à, các bác nhìn này, toàn bộ ốc bản lề phía dưới này không hề lỗi lầm luôn nhá, còn nguyên luôn. Và phần nội thất ghế này, nội thất ghế của xe thì nó bay màu theo thời gian rồi, cũng đã cũ rồi, nhưng cái này thì các bác về thích thì độ ghế mới. Còn nếu mà không thì cứ để nguyên ghế này. Nói chung là ghế thì nó không có sần rách, nhưng mà nó chỉ bay màu theo thời gian thôi. Vâng, đến nay là cũng đã được hơn chục năm rồi, nhưng mà nói chung là tiền nào của đấy thôi. Mình mua con xe như thế này thì được cái là, cái thứ nhất là xe nó vẫn còn ok, cái thứ hai là cái dòng này thì nó rất là bền và rộng tiện, và giá thì hợp lý. Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng, có phim 3M cho các bác luôn nhá, phim 3M đầy đủ là. Và em này thì nội thất cái bên trong này, vô lăng khâu da, có tích hợp và túi khí an toàn. Đấy, kiểu khiển nó ok. Và đồng hồ 5 bánh là 13,8 vạn, gọi là 14 vạn đi. Có màn hình OLED Pro và có điều hòa cơ mát luôn, số tự động à. Đấy, cần số vẫn còn rất là đẹp nhá. Và có cổng USB, iPod và có thêm tẩu sạc đi kèm. Trên này thì có cam hành trình. Đấy, cam hành trình tích hợp trên đây. Trên cái này thì để riêng ra thì các bác có thể dùng rất là yên tâm luôn. Và cửa sổ trời hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, cửa sổ trời của xe đây. À vâng. Đấy, cửa sổ trời đây. Đấy, em mở sẵn nè. Đấy, vâng. Nói chung là cửa sổ trời của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Và nội thất các cái phần nhựa này của xe đó, nó vẫn còn mới này các bác ơi. À, cái con xe này thì nhà em đã dọn rồi, nên là có cái lót giấy báo để cho nó sạch sẽ thôi, chứ còn không vấn đề gì. Đây em để sâu xuống dưới. Đấy các bác nhìn này, sàn xoắn chống bẩn nhá, sạch sẽ hết rồi. Về là các bác yên tâm là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì nhá. Và cái dòng này thì vô lăng trợ lái của nó, trợ lái rất là nhẹ. Đấy, vô lăng trợ lái dầu rất là nhẹ nhàng luôn. Nó thật tay và nó không như là dòng xe điện mới trợ lái điện đấy ạ. Vâng, trợ lái dầu thì nó tương đối là chắc xe và tay, nói chung là lái lủng các thứ thì ok. Phần cánh chỉ của xe thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, cánh chỉ này, toàn bộ cánh, đấy, tapi nhựa này của xe là còn nguyên. Đấy, nhựa và không có khoan đục nhá. Em này thì 100% không khoan đục rồi. Kính điện lên xuống nhẹ nhàng và êm ái luôn. Và nội thất hàng ghế đằng sau thì tương đối là rộng. Đấy, nội thất hàng ghế đằng sau này rộng luôn này. Các bác nhìn nhá. Vâng. Đấy. Dàn lốp thì mới và cua lốp phía đằng sau cũng không hề mục mọt tí nào. Vâng. Nói chung là em này thì được cái là các cái chi tiết của nó vẫn còn rất là mới. Đấy, rất là mới luôn. Đèn hậu này, các bác nhìn đèn hậu này, trong và không có mốc nhá. Nhiều bác bảo nhìn mới quá thì sợ là hay người ta thay, nhưng mà đây là của xe là còn nguyên luôn. Đấy, còn nguyên như thế này. À, vâng, đây có vết nứt này. Cái này có vết nứt, cái này không vấn đề gì. Nói chung là không có đâm đụng là được. Các cái logo của xe là còn nguyên. Đấy, logo còn nguyên. Biển số 14A13330. Đấy, biển số rõ ràng. Xe còn ngon. Úi giời, cửa mở nhẹ nhàng. Và cái này này, đây là hai cái áo ghế cho các bác nhá. Hai cái áo ghế có massage mông. Đấy, rất là sướng luôn. Đó. Và có cái tựa gối này, cái này là bác chủ với cái để nguyên lại thì em cũng cứ để nguyên cho các bác thôi. Còn phần sàn thì có lót cốp sàn ở dưới và lốp sơ cua ở phía dưới cái phần lót nhựa này. Đấy, phần lốp sơ cua. À, lốp sơ cua đầy đủ các bác nhá. Nói chung là không thiếu cái gì đâu ạ. Vâng, chất xe thì cứng và xe thì gia đình, không phải là xe dịch vụ, nên là người ta giữ gìn chất xe rất là cứng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ các cái ốc là chưa có động chạm nhá. Và keo chỉ của xe là còn nguyên. Đấy, keo chỉ còn nguyên đây. Đấy, các bác nhìn ạ, toàn bộ các cái chỉ cánh này là còn nguyên luôn này. Và các cái ốc này nó còn đẹp, sáng. Y10 thì điểm cộng là cái khoảng không gian đằng sau này rộng hơn Moling. Và rất là lành. Các bác đi những cái dòng Y10 thì nói chung là các bác đều biết rồi, chi phí sửa chữa rẻ này, đấy, giá thành hợp lý này, vận hành tốt, bền bỉ và máy ngon, xe cứng. Đấy, ví dụ như cái chiếc xe này là một chiếc xe gia đình, người ta đi ít không đi nhiều, nên là chất xe tổng thể là vẫn gần như là mới luôn.
Đấy, chỉ keo các thứ của xe là ok. Tappy đẹp, sạch sẽ và kính điện lên xuống là bình thường. Và em này thì với khả năng vận hành thì ổn định, nên là gia đình nào mà chưa có điều kiện thì các bác cứ mua những cái mẫu xe như thế này. Mình tránh mưa tránh nắng, đi lại cho nó sạch sẽ, yên tâm an toàn cho vợ con. Và mình có thể là đi làm ăn thì nó cũng được nhiều việc hơn. Nói chung là các bác mà đã có ô tô rồi thì các bác đều biết là khi mà có một chiếc xe hơi là mình làm việc nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, bảo đảm được sức khỏe. Vâng. Còn các bác mà chưa có ô tô thì nhiều bác cứ lo bảo là sợ tốn xăng rồi sợ này nọ. Nhưng mà khi mà các bác đã ngồi lên chiếc xe rồi thì các bác đúng là cảm nhận rằng là tiền nào của đấy, và nó có một câu chuyện đó là cái sự hưởng thụ của mình được xứng đáng hơn. Mình mua một chiếc xe để tránh mưa tránh nắng, đi là đảm bảo sức khỏe và công việc là thuận lợi hơn. Đấy, đó cũng là một cái tiêu chí mà khi mà các bác sở hữu một chiếc xe cũ là ai cũng yêu. Và đây các bác nhìn này, các cái phím này của nó còn mới luôn. Em này thì được cái là xe chạy ít nên là vô lăng của xe thì vẫn còn rất là mới. Các cái phần này vẫn còn nó mới luôn. Và mặt trên này, đó, xe thì vừa mới về xong và cũng đã dọn dẹp rồi. Nên là bây giờ là các bác mà mua về là các bác chỉ việc chạy thôi, chứ không phải làm được cái gì cả. Gầm xe vẫn còn sáng luôn. Đấy, các bác nhìn gầm này, gầm xe còn sáng nét luôn. Đấy, không hề lỗi lầm. Và em này thì điều hòa rất là mát. Đây các bác nhìn này. Đấy, điều hòa nước lôi đầy đủ luôn nhá, không thiếu một cái gì cả. Sạch sẽ ngon lành, máy êm thì thầm. Con này thì máy được bảo dưỡng làm rồi, nên là các bác cứ yên tâm là chạy về rất là ổn định luôn. Máy khô ráo sạch sẽ và không hề có hơi thừa hơi khói gì cả. Đấy, các bác về chạy những cái dòng này thì ok quá còn gì. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Di Ô Tô đang bán những cái giá rất là hời nhá. Vâng, em này thì em bán những cái giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Một mức giá rất là hời và dễ dàng ai cũng có thể mua được. Đấy, xe là không có hơi thừa hơi khói. Và cái dòng này thì vòng tua nó rất thấp nên cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó lại càng ấn tượng hơn. Và đây là một chiếc xe 4 máy nhá, 1, 2, 3, 4 này. Thì là cái khả năng mà rung của xe nó không có nhiều như là cái dòng 3 máy, máy 1.0 như đây này. Những cái dòng như thế này đời sau đấy, nhưng mà máy 3 máy thì nó sẽ rung hơn. Và đương nhiên là đi nó sẽ cảm giác nó có một cái tiếng ồn hơn. Nhưng mà những cái dòng này thì máy nó rất là êm. Đấy, máy rất là êm nên là các bác đi là các bác yên tâm hết nhá. Đấy, ốc các thứ của xe là chuẩn chỉ luôn. Và nói chung là với cái tầm giá như thế này thì đây là một chiếc xe vừa rẻ vừa ngon luôn. Thế là bác nào mà muốn mua thì các bác cứ alo cho em. Đấy, ship xe toàn quốc, vận chuyển xe, giao xe tại nhà, giấy tờ hồ sơ pháp lý đầy đủ luôn. Và rất vui khi các bác có những chiếc xe giá rẻ ở em Vũ Di Ô Tô. Vũ Di Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá vừa rẻ vừa ngon cho mọi nhà. Và bên em thì cái dòng hatchback và sedan thì nhà em còn rất là nhiều nhá. Những cái mẫu xe nhỏ này. Đấy, mẫu xe nhỏ nhà em có tầm khoảng hơn 50 chiếc. Tha hồ các bác lựa chọn luôn. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ ở em Vũ Di Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn. Vũ Di Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.